Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Quảng Ninh cho biết, một con chó dài không rõ mõm đã bất ngờ chạy vào trường tiểu học, trung học cơ sở Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tấn công 14 thầy trò. Ngay sau đó, nhà trường đã lập tức gọi cho trạm y tế xã để được hướng dẫn xử lý, đồng thời báo cáo chính quyền truy tìm con chó. Ngày mùng 3 tháng 3, ông Nguyễn Văn Cường, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà cho biết giờ tan học trưa hôm 28 tháng 2, trời đổ mưa nên nhà trường mở cổng để phụ huynh vào trong đón con. Lúc này, thấy con chó khoảng vài kg đi vào, một số học sinh tiểu học tiến lại gần chiêu đùa. Một em đứng gần nhất bị nó cắn nhẹ vào chân. Ông Cường nói, thấy học sinh bị chó cắn, thời giáo chạy ra dùng chân đuổi cũng bị nó cào. Con chó tiếp tục bỏ chạy và làm xây xước thêm 12 học sinh khác. Ông Cường cho biết thêm, nhà trường lập tức gọi cho trạm y tế xã để được hướng dẫn xử lý, đồng thời báo cáo chính quyền truy tìm con chó. Nhà trường cũng mời phụ huynh học sinh đến để nghe y tế tư vấn cùng đưa các em đi tiêm phòng, tiêm huyết thanh kháng dại ngay buổi chiều. Ông Cường cho hay, may mắn là hiện sức khỏe của học sinh và thầy giáo đều bình thường. Sau đó, con chó tấn công người đã bị bắt lại, xử lý và gửi mẫu xét nghiệm trong chiều cùng ngày. Đến hôm 29 tháng 2, kết quả mẫu dương tính với virus dại và bị tiêu hủy. Chính quyền không xác định được chủ nuôi con vật này. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà đã nhanh chóng ra soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan đến con chó dại trên và hiện đang tiếp tục mở rộng diện ra soát tới tất cả các trường hợp bị chó cắn khác trong thời gian gần đây. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà, địa phương này có tổng đàn chó mèo trên 8.500 con. Kết quả tiêm phòng vaccine các loại cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn toàn huyện đạt 35.200 liều, trong đó vaccine dạy đạt 1.750 liều. Để dập dịch bệnh dạy, bắt đầu từ sáng ngày 3 tháng 3, các xã, thị trấn của Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Hà đã đồng loạt gia quân, thống kê chính xác số lượng chó mèo nuôi trên địa bàn, tổ chức tiêm phòng cho 100% số động vật này. Đồng thời, huyện cũng giao các địa phương chủ động giám sát chặt chẽ các địa bàn, không để tình trạng chó mèo thả rông, không có rọ mõm tại các khu vực công cộng, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các thôn, xóm tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân theo dõi biểu hiện của chó mèo nhà, nếu có các biểu hiện bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương. Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xôn xao chuyện một tảng đá nở hoa trên dòng sông Trạm. Tảng đá khá lớn nằm nhô ra giữa dòng sông Trạm, một nhánh sông Tiên ở thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước. Trên tảng đá xuất hiện một lớp như xốp, chiều dài trưng sải tay của một người trưởng thành, nơi rộng nhất khoảng 50 cm, nhiều màu sắc nằm ngay dưới mép tảng đá hướng xuống dòng nước. Người dân tại đây cho rằng đây là hiện tượng đá nở hoa. Ông Văn Trương, 86 tuổi ở thôn 5 chia sẻ, theo lời người đi trước, hiện tượng này xuất hiện cả trăm năm và chỉ ngay tại tảng đá này. Điều kỳ lạ, nó không xuất hiện thường kỳ hàng năm mà có thể 5 năm, 10 năm thậm chí 15 năm mới có. Thời gian xuất hiện của hoa chừng 10 đến 15 ngày. Ông Trương thông tin, màu sắc hoa thay đổi liên tục. Vừa xuất hiện sẽ có màu đỏ, ít tiếng sau chuyển sang vàng, xanh, trắng. Gần đây nhất vào năm 2018 xuất hiện với diện tích lớn hơn. Một điều được nhiều người dân ở đây nhận định, năm nào đá nở hoa, năm đó thường xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, khô hạn. Trong khi đó, người mê tín thì cho rằng xã Tiên An được lộc trời, ai nhanh chân, chạm tay vào tảng đá nở hoa, cả năm sẽ phát tài, may mắn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên An Nguyễn Phú Hoàng cho biết, hiện tượng tảng đá nở hoa xuất hiện khoảng 5-7 năm một lần. Ông Hoàng thông tin, những ngày đầu xuất hiện hiện tượng này, một số nhà khoa học về nghiên cứu và đưa ra nhận định rằng đây thực chất chỉ là địa y mọc trên đá. Theo chu kỳ, loại địa y này sẽ từ đá xuất hiện chứ không phải đá nở hoa. Địa y được biết đến là dạng cộng sinh của hai loài, một nấm mốc và một loài tảo chủ yếu là tảo lục hoặc tảo lam. Địa y là môn khoa học rộng lớn với hàng trăm loài khác nhau, tùy tính chất địa y từng vùng, cộng với điều kiện tự nhiên cụ thể mà địa y thể hiện khác nhau. Địa y là một dạng thích nghi đặc biệt, chúng có thể sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Trên đá, chúng là những sinh vật tiên phong, là những tộc đoàn đầu tiên chiếm cứ môi trường mới vì chúng có thể phá hủy đá dần dần do các axit mà chúng tiết ra và sẽ tạo ra những hạt đất nhỏ. Địa y tăng trưởng với một tốc độ rất chậm địa y dạng vẩy tăng trưởng từ 0,1 mm đến 10 mm một năm, địa y không cảnh báo hạn hán, nắng nóng. Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Dương Đức Tiến, giám đốc trung tâm công nghệ sinh học phục vụ đời sống và sản xuất cho biết, địa y sinh ra trong những điều kiện tự nhiên rất đặc thù nên nó cũng là hiện tượng ít gặp. Trong điều kiện ánh sáng, độ ẩm, nguồn nước, gió rất đặc thù thì mới xuất hiện địa y. Như vậy, địa y không phải là chỉ dấu báo hiệu khô cằn, nắng nóng như nhiều người lầm tưởng cũng không liên quan gì đến việc phát tài may mắn. Nhưng ở góc độ nào đó, có thể có sự liên quan giữa địa y và cây trồng khác. Bởi trong điều kiện khắc nghiệt như thế mà địa y còn phát triển được, thì cây cối mùa màng sẽ có nhiều khả năng tươi tốt phát triển. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Dương Đức Tiến cho biết thêm, trường hợp tảng đá nở hoa ở Quảng Nam, các nhà khoa học có thể thu thập mẫu để phân loài, định dạng tên. Việc nhân rộng địa y không khó, quan trọng là loài đó có thể ứng dụng vào lĩnh vực nào trong đời sống. Tuy nhiên, về ý kiến năm nào đá nở hoa, năm đó thường xảy ra tình trạng khô hạn. Ông Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên An cho rằng chưa có tài liệu chứng minh, đó chỉ là chuyện trùng hợp nên người dân đúc kết lại như vậy. Theo giấy tờ tùy thân và thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước, cụ Khương sinh năm 1905, quê ở huyện Triệu Sơn Thanh Hóa, hiện sống tại ấp 2, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh Đồng Nai, với số tuổi 119. Cụ Khơn cao tuổi hơn cả cụ bà Maria Braniat Moreira, sinh năm 1907, quốc tịch Pháp, đang được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Con gái thứ hai của cụ Khương là bà Đỗ Thị Ninh, 82 tuổi cho biết, mẹ tôi mới mấy hôm nay bị mệt, chứ trước còn tỉnh táo, nhanh nhẹn lắm. Cụ Khơn sinh ra bảy người con, bốn trai ba gái ở quê hương Triệu Sơn Thanh Hóa. Một số người di cư vào miền Nam lập nghiệp, riêng con trai đầu của cụ đã hơn 90 tuổi, vẫn sinh sống ở Thanh Hóa chồng là liệt sĩ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một mình cụ Khương phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi dạy bảy người con. Bà Ninh nói, mỗi người con lại sinh thêm năm đến bảy đứa cháu nữa. Giờ mà nói chính xác mẹ tôi có bao nhiêu con, cháu chắt, chút chít thì không thể nhớ được. Con út của tôi năm nay cũng 45 tuổi rồi, con của nó cũng lớn hết rồi. Nếu ước chừng số con cháu của mẹ có khoảng 150 người. Hàng năm, cứ đúng mùng 4 Tết, con cháu lại tập trung về thăm cụ Khương. Nhà chật kín người, tìm chỗ ngồi cũng khó, nhưng cảm giác quây quần đó là điều hạnh phúc nhất mà bà Ninh mong muốn. Hiện con cháu ở gần vẫn thường tranh thủ về thăm cụ hàng tuần. Những lúc như vậy, cụ phấn chấn hẳn. Có hôm khỏe và tỉnh táo, cụ ngồi nói chuyện với mấy đứa cháu từ chiều tới tối. Việc ăn uống của cụ Khương không khó, hiện cụ chỉ ăn cháo dinh dưỡng và thi thoảng thay đổi bằng nước yến. Khẩu phần ăn được chia nhỏ thành nhiều bữa mỗi ngày. Có một điều rất đặc biệt, đó là dù già yếu, không thể đi lại, cụ vẫn cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Vài ba bữa, các cháu lại bế cụ đi tắm gội, tuyệt đối không để cụ tự bước đi. Bà Ninh cho hay, nhiều lần mẹ tôi cũng muốn tự đi, nhưng mà tụi tôi không cho. Giờ mẹ già quá rồi, đi lại nhỡ ngã thì rất nguy. Thời gian này luôn phải có người ở nhà trông mẹ, phải để mắt tới cụ hàng giờ, tại sợ mẹ đi bất thình lình. Bà Ninh nói, thi thoảng cụ Khương vẫn bị mệt theo đúng quy luật của tuổi già, còn những trận ốm thập tử nhất sinh thì rất hiếm. Ngoài lần bị ngã vào năm 2018 khiến sức khỏe yếu đi, và màn chết đi sống lại, 3 năm trước thì cụ luôn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà Ninh kể, trước năm 2018, mẹ tôi vẫn khỏe lắm, còn phụ tôi làm việc nhà như quét dọn, lột vỏ đậu phộng, nhổ cỏ vườn. Năm 2018, mẹ bị ngã, gãy xương bánh chè, sức khỏe yếu đi từ đó. Hồi đó mẹ cũng 112 tuổi rồi, bác sĩ bảo già quá nên không phẫu thuật thay được, đành phải đưa về dùng thuốc nam. Sau 3 tháng bó thuốc nam thì mẹ tự khỏi. Còn trận ốm cách đây 3 năm trước, lúc đó mẹ ngưng thở rồi, cả nhà tưởng mẹ đi thật rồi, chuẩn bị lo hậu sự rồi thì mẹ sống lại. Bà Ninh kể ba năm trước, đúng thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, chồng bà và cụ Khương đều bệnh nặng. Hai người được đặt nằm trên hai giường đối diện nhau. Lúc đó mọi người trong gia đình đều đinh ninh cụ Khương sẽ đi trước vì thời điểm đó cụ rất yếu, tuy nhiên sau đó người mất lại là chồng bà Ninh. Bà Ninh kể, lúc đám cưới cháu ngoại của tôi, cháu thì phải đi lấy chồng, còn bà cố thì nằm liệt giường. Đến cái ngày rước dâu thì cụ qua đời, mất hẳn từ sáng, ngừng thở, chân tay lạnh ngắt. Gia đình lúc đó buộc phải xử lý đám cưới nhanh một số người đưa cháu về nhà chồng, một số ở nhà lo hậu sự cho cụ. Lúc về nhà, tôi đang dọn dẹp để đưa cụ lên trên nhà làm lễ viếng, thì đứa em tôi ngồi bên cạnh sửa cụ, rồi thắc mắc sao tay chân mẹ tự nhiên ấm. Sau đó nó mới la lên, mẹ ấm người rồi chị ơi, mẹ ấm rồi. Nghĩ có điều kỳ lạ, chúng tôi để cụ tiếp tục nằm đó. Đúng y như rằng, hai tiếng sau cụ bắt đầu thở lại. Hai ngày sau thì mẹ tôi khỏe bình thường, ngồi dậy được. Ly kỳ hơn, đợt cụ khương đổ bệnh, gia đình đã cạo tóc để cụ bớt nóng nực giữa mùa hè miền Nam sau khi chết đi sống lại cụ thắc mắc sau lại cạo hết tóc của mình rồi tóc bắt đầu mọc lại trổ đen bà đinh nói nói chung là có nhiều chuyện lạ lắm cũng không biết giải thích thế nào nhưng thôi kệ mẹ khỏe và sống lâu là con cháu mừng rồi